ngày thứ 37, khiêm nhường, đơn sơ và chân thành. Hôm nay chúng ta suy nghĩ về ba từ khiêm nhường, đơn sơ và chân thành. Tâm hồn khiêm nhường thấy và biết Thiên Chúa vì họ không hướng về những nhu cầu của chính mình. Họ nhìn nhận rằng Thiên Chúa là tất cả và không có người, họ chỉ là hư không. Tâm hồn đơn sơ không bị vướng vào những phức tạp của cuộc sống. Họ có thể buông bỏ mọi thứ gây sao lãng và sống tín thác vào Chúa như trẻ thơ. Tâm hồn chân thành là những tâm hồn thiện lương. Họ có trái tim tinh tuyền và thanh khiết trong mọi ý định. Hãy chân thật và tín thành trong con đường Kitô hữu của bạn. Và Thiên Chúa sẽ phủ lấp tất cả những gì không thuộc về người trong đời sống của bạn. Hôm nay bạn hãy suy nghĩ về ba ân huệ này: khiêm nhường, đơn sơ và chân thành. Bạn có thực hành mỗi ngày không? Nếu mỗi ân huệ trên là thách đố lớn nhất của bạn, bạn hãy tĩnh tâm một lúc với nó. Hãy để Chúa nói với bạn khi bạn mở lòng đón nhận lòng thương xót của người. Lạy Chúa, con mở lòng mình ra trước những hồng ân khiêm nhường, đơn sơ và chân thành. Xin giúp con nhìn thấy mỗi ân huệ này là một món quà quý báu mà Chúa mong muốn ban xuống trên con. Xin cho tâm trí con hiểu được và ý chí của con theo đuổi những hồng ân ấy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.